Một người nói rằng là Chúa kêu tôi được Chúa kêu vào trong chức vụ hầu Chúa, thì điều gì người đó sẽ gặp phải trong đời sống? Khó khăn, nan đề, thử thách, kiên nhẫn, chịu đựng. Chúng ta nhìn cuộc đời của David, từ năm ông sinh ra cho đến năm ông được sức giàu làm vua, thì đó có thể nói là những năm tháng thanh bình nhất trong cuộc đời của ông. Khi ông đủ lớn thì bắt đầu ông đi ra chăn chiên, và tại nơi đó ông sáng tác những bài thi thiên để ngợi khen Chúa. Có lẽ là những năm tháng tuyệt vời nhất của David, nhưng mà những biến cố có thể nói là đau đớn trong cuộc đời của ông phải chịu nhiều thử thách bất hại. Nó từ giây phút ông được sức giàu làm vua, đúng không anh chị ạ? Từ thời điểm mà David được sức giàu làm vua, theo như bình thường khi một người được sức giàu làm vua thì đó là lúc mà người đó được hưởng mọi vinh hoa phục mình, đúng không ạ? Được đứng ở trong cái vị trí rất là cao và tất cả mọi người sẽ phục vụ. Nhưng mà David, hãy nhìn vào cuộc đời của David, David thì khác. Từ ngày ông được sức giàu làm vua và ông phải đối diện cái kẻ thù lớn nhất mà cả dân Israel phải sợ hãi, đó là Goliath, đúng không ạ? Rồi sau đó phải đối diện với vua Saul, chạy trốn đến mức mà ông phải trở thành điên dại, sang quân thù nghịch và trở thành điên dại để có thể cứu sự sống. Mình phải trở lên điên dại, đúng không anh chị em? Cho nên đôi khi chúng ta lầm tưởng rằng một người được đầy dẫy Thánh Linh, được kêu gọi vào chức vụ, thì người đó cảm thấy rất là bình an và giống như là cái đường đi của họ được giải hoa hồng vậy. Không phải vậy đâu chị. Khi ta bắt đầu được kêu gọi vào chức vụ thì cũng đó là thời điểm mà Chúa bắt đầu huấn luyện chúng ta. Chúa bắt đầu đem những sự thử thách đến trong cuộc đời của chúng ta để Ngài tôi rèn chúng ta. Và trong lời Chúa nói rằng để huấn luyện chúng ta đến mức mà tay chúng ta có thể dương nổi cung đồng. Không phải tự nhiên chúng ta có thể dương nổi cung đồng đâu, nhưng mà chúng ta phải huấn được được gì? Huấn luyện chui rèn cho đến khi chúng ta có thể dương nổi cung đồng, cho đến khi mà Chúa nói rằng là được lắm, con đã tốt nghiệp, đúng không anh chị em? Bao nhiêu năm sau David chính thức được làm vua? Bao nhiêu năm? 14 năm. Khoảng đó, khi ông được cờ được sức giàu làm vua trong độ tuổi 16-17 tuổi, và đến năm ông chính thức làm vua trên Israel là 13 năm, trên Judah là 13 năm sau, nhưng mà trên toàn bộ Israel là 20 năm sau. Ông mới cai trị trên chi phái Judah 7 năm, và sau 7 năm đó thì mới chính thức được cai trị trên toàn cõi Israel. Là sau 20 năm, David mới chính thức trở thành vị vua của Israel. Khi ta đọc kinh thánh cảm giác 20 năm nó giống như là một ngày vậy, nó rất ngắn, rất nhanh. Nhưng mà 20 năm là khoảng thời gian rất dài. Và khi tôi nói David, nó cũng nhắc nhớ tôi. Tôi rời Việt Nam năm tôi 10 tuổi, tôi quay trở về Việt Nam năm tôi 17 tuổi. Và bây giờ tôi đang đứng ở đây, đó là tôi đã quay trở lại Việt Nam và sống Việt Nam được 20 năm. Từ 2006 và đến bây giờ là 2016. 1996, tôi quay trở về Việt Nam và bây giờ là 2016. Nó là một quãng thời gian mà bây giờ tôi nghĩ là 20 năm đó quá dài đối với tôi, trải qua quá nhiều những hoàn cảnh khó khăn. Cho nên anh chị em ơi, nay chúng ta cùng nhau học với chủ đề kiên nhẫn chịu đựng, hay chính xác đó chính là sự thử thách của Đức Chúa Trời dành cho mỗi đời sống của chúng ta. Khi chúng ta được Chúa kêu gọi bước vào trong chức vụ thì đó chính là khởi đầu cho những thử thách của Đức Chúa Trời dành cho mỗi đời sống của chúng ta. Chúng ta hãy xem lời của Chúa ở trong Luca đoạn 3 câu số 16-17. Luca đoạn 3 câu số 16-17. Chúng ta mở kinh thánh nhé.
Luca đoạn 3 câu số 16 đến 17. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc câu kinh thánh này. Nên sang cất tiếng nói cùng mọi người rằng: phần ta làm phép bắt tên cho các ngươi bằng nước, song có một tướng quyền phép hơn ta sẽ đến, ta không đáng mở dây giày ngài. Chính ngài sẽ làm phép bắt tên cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Tay ngài sẽ cầm nia mà dê thật sạch sơn lúa mì và thâu lúa mì vào kho, nhưng đốt chấu trong lửa chẳng thể tắt. Chúa Giêsu Christ ngài đến và làm bắp tên cho chúng ta bằng Thánh Linh và bằng lửa. Bắp tên bằng lửa ở đây rất nhiều đầy tớ Chúa chia sẻ, đó chính là những sự thử thách trong đời sống của chúng ta. Lửa đến để gì? Đốt đi những cái gì cặn bã, những cái gì mà rác rưởi trong đời sống của chúng ta. Vàng chỉ được tinh sạch khi nó được đi qua đâu ạ? Qua lửa. Qua lửa thì tất cả những cái cặn bã của không phải là vàng nó sẽ bị rơi rớt ra. Và qua lửa thì vàng mới trở thành tinh dòng. Như vậy, cách duy nhất Đức Chúa Trời có thể huấn luyện chúng ta và trở thành lãnh đạo thì đó chính là Ngài sẽ cho chúng ta những thử thách. Ngài sẽ đem những thử thách đến trong đời sống của chúng ta. Và phần đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm ai thử nghiệm chúng ta hay ai thử thách chúng ta. Thông thường khi gặp một vấn đề nào đó thì chúng ta hay thường đổ cho đó là Satan, đó là ma quỷ, đúng không ạ? Thông thường chúng ta hay đổ lỗi cho ma quỷ. Nhưng mà tôi có thể nói với anh chị em rằng những sự khó khăn xảy đến trong đời sống của chúng ta phần nhiều là do chúng ta, phần nhiều là do sự thiếu hiểu biết của chúng ta, phần nhiều là do những thói quen xấu của chúng ta, phần nhiều là do cách sống của chúng ta. Tự chúng ta gây ra nan đề. Tức là ăn uống không tiết độ thì chúng ta sẽ gây ra bệnh tật, đúng không ạ? Chúng ta thức quá khuya rồi dậy muộn thì đương nhiên là sức khỏe chúng ta sẽ yếu. Phần nhiều những nan đề xảy đến đôi khi nó lại là do chúng ta. Đúng không anh chị em? Nhưng mà có một cái chúng ta học với nhau rằng, nhưng mà Đức Chúa Trời thì Ngài cũng có thử nghiệm, Ngài có thử thách mỗi đời sống của chúng ta. Trong Thi Thiên, vua David có nói một câu như thế này: Đức Giê-hô-va thử người công bình. Một người được xưng là công bình, tin vào Chúa Jesus Christ được xưng là công bình, thì Kinh Thánh nói Đức Chúa Trời Ngài sẽ thử thách người đó. Ngài sẽ thử nghiệm đức tin của người đó, thử thách những người công bình. Chúa không thử thách những người không phải là công bình, nhưng Ngài thử thách những người là công bình của Đức Chúa Trời. Bởi vì những người không tin Chúa không có cái gì để mà thử thách. Những người đã được huyết của Chúa Giêsu tẩy rửa tội lỗi, được xưng công bình, thì người đó sẽ được chính Chúa thử thách, chính Chúa rèn luyện. Cho nên buổi tối ngày hôm nay chúng ta xác nhận với nhau rằng chính Đức Chúa Trời Ngài đem thử thách đến trong đời sống chúng ta. Trong phi ra nói sao? Anh em đừng cảm thấy có cái gì là băn khoăn hay là khó hiểu khi mà gì? Một cái sự thử thách trăm bề hoặc đến cho anh chị em. Nhưng mà anh chị em ơi, trong cái sự thử thách đó hãy vui mừng đi. Vì sự thử thách sinh ra nhịn nhục. Sự thử thách nó sẽ chui dẹp anh chị em và nó khiến cho anh chị em trở thành những con người mạnh mẽ, con người tinh sạch và con người trở thành những công cụ sắc bén cho Chúa. Đó là điều mà Peter kêu gọi hội thánh của Ngài trong thời kỳ họ bị chịu thử thách trong sự phạm tội. Cho nên sự thử thách là một công cụ để Đức Chúa Trời rèn luyện trong mỗi đời sống của chúng ta. Ngài huấn luyện trên từng mỗi đời sống của anh chị em. Cho nên chúng ta hãy nói người bên cạnh rằng là Đức Chúa Trời thử thách chúng ta để khiến chúng ta trở thành lãnh đạo. Bởi vì trong con mắt của Đức Chúa Trời thì tất cả chúng ta là lãnh đạo của Chúa nè. Amen không ạ? Chúa là lãnh đạo của Chúa. Nếu chúng ta làm phép tính tất cả những người tin Chúa trở thành lãnh đạo thì vẫn thiếu những lãnh đạo cho đất nước Việt Nam này.
và để cho anh lãnh đạo thì ngài phải thử rèn đời sống của chúng ta. Cho nên chúng ta không có cảm thấy có gì ngạc nhiên ạ, vì chính Chúa là đấng thử rèn. Và Chúa nói này, ngài yêu ai thì ngài sẽ sửa phạt người đó. Giống như con tôi yêu con tôi phải sửa phạt, đúng không ạ? Nếu tôi không yêu con tôi sẽ không sửa phạt, bởi vì không ai muốn quát mắng nó, không ai muốn cầm roi đánh nó, đúng không ạ? Nhưng vì mình yêu cho nên mình muốn sửa phạt, mình muốn có những cái sự thử thách, sự thử nghiệm trên đời sống của con của mình. Cũng vậy, Đức Trời là đấng đem những sự thử thách đến trên đời sống chúng ta. Chúng ta nhìn thấy một minh họa đầu tiên, đó là về Gióp. Đức Chúa Trời cho phép Gióp gặp hoạn nạn. Ở đây đã ai đọc hết sách Gióp vậy? Rồi, bằng nhiều. Ồ, phần nhiều. Tiết lộ bí mật để dễ dàng đọc sách Gióp, đọc khoảng đoạn 1, đoạn 2, sau đó quay đoạn gần cuối là xong. À, những đoạn 3, đoạn 4 là cái đoạn rất khó đúng không ạ? Cho thấy thơ văn nhưng mà chúng ta hiểu ra rất tuyệt vời. Những đoạn đó là sự trò chuyện hay là sự thảo luận, sự tranh luận giữa Gióp và bốn người bạn của Gióp. Ba chữ gì? Và Kinh Thánh nói, Đức Chúa Trời cho phép Satan thử thách cuộc đời của Gióp. Đúng không anh chị em? Chúa cho phép không ạ? Chúa cho phép. Satan là kẻ mang đến những sự thử thách, nhưng mà nó được sự cho phép của Chúa. Nếu ai chưa đọc sách Gióp thì tôi khuyên trong buổi tối này chúng ta sẽ đọc chương 1, chương 2 đi. Chúng ta sẽ thấy được cái sự thử nghiệm của ông. Ông là một người công bình. Chúa còn khen Chúa nói Satan, nhưng tôi thấy ông Gióp là người công bình của này. Đúng không ạ? Là một người mà Đức Trời khen. Nhưng mà Satan thì Chúa ơi, ngài bao vây ông ấy, ngài ban phước, ngài làm tuyệt vời như vậy thì đương nhiên là Gióp phải kính sợ Chúa thôi. Ngài thử đi nào, ngài thử ngài lấy tài sản đi, ngài làm hại đi xem nào. Ông còn kính sợ Chúa không? Chúa bảo được rồi, ta cho phép ngươi, nên đừng có động đến những cái sự sống của Gióp nữa. Và ngươi muốn làm gì cứ làm. Nhưng mà Kinh Thánh nói trong tất cả mọi sự đó, Gióp có trách mắng Chúa không thể phản bội Chúa. Amen các chị em. Và sau này thì Gióp được bồi hoàn tất cả mọi sự đều gấp đôi, từ con chiên, từ đàn bò, từ tất cả mọi sự đều được bồi hoàn lại gấp đôi. Và theo như các nhà nghiên cứu thì Gióp bị thử thách trong vòng kéo dài khoảng thời gian khoảng 6 tháng. Và sau đó thì cái sự ban phước của Chúa luôn luôn là gấp đôi, gấp nhiều lần, chứ không bao giờ ngài chỉ ban phước chúng ta bằng những gì mà ngài cho thử thách đến thôi. Thứ hai, chúng ta sẽ xem những gì lời Kinh Thánh nói về sự thử thách. Lời Chúa nói gì về sự thử thách? Chúng ta sẽ xem Chúa Jesus nói gì ở Matthew gần 5 câu số 10. Matthew gần 5 câu số 10, chúng ta mở Kinh Thánh nhé. Xem Chúa Jesus nói gì về sự thử thách. Chúa Jesus nói, Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Chúa Jesus nói rất rõ, những kẻ bị bắt bớ, những kẻ ở trong sự thử thách là những người được phước. Trong một cuộc đi săn, thợ săn sẽ bắt con chết hay là con sống? Con chết hay con sống? Con sống. Chưa săn nó không biết. Quý sư thái săn chưa? Bắt con sống con chết, rồi đi bắn con săn sống con chết. Ăn nó sống. Khi chúng ta bị thử thách, tức là chúng ta đang sống. Khi mà chúng ta thấy là không có cái sự thử thách gì cả, như em, chúng ta phải cẩn thận đấy. Xem lại đấy. Hay là mình đã chết rồi à? Đúng không ạ? Bởi vì Chúa nói là bất kể kẻ nào muốn sống nhân đức trong Chúa Jesus Christ thì sẽ phải chịu bắt bớ. Chúa nói như vậy mà, bất kể ai muốn sống nhân đức trong Chúa Jesus Christ thì sẽ phải chịu thử thách, phải ở trong sự bắt bớ. Cho nên nếu chúng ta không bao giờ có một cái nan đề nào đến
Chúa xem cho sống hay chết. Đúng không ạ? Cho nên khi chúng ta gặp thử thách tức là chúng ta đang sống nhé. Amen anh chị em. Thế khi mà những ngày tới hoạn nạn xảy đến, thử thách xảy đến, hãy nói là cảm ơn Chúa vì con đang sống. Vì con không chết mà con đang sống. Amen anh chị em. Chúa xin nói phước cho những kẻ bị bắt bớ vì cớ sự mình. Vì cớ Chúa mà người đó bị bắt bớ thì đó là người phước. Chúng ta sẽ xem sứ đồ Phi-e nói sao ở trong Phi-e nhất là 4:12. Chúng ta mở nhé. Vì Kinh Thánh mới là lời sự sống. Phi-e nhất là 4:12. Con lửa đập to cho nghe. Với kẻ rất yêu dấu khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Dạ. Đoạn 4 câu số 12. Với kẻ rất yêu dấu khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. Chứ đừng cảm thấy có cái gì đó lạ khác thường mà hãy vui mừng ở trong lò thử thách, có nghĩa là sao? Sẽ chìm trong thử thách. Thử thách đã đến, chắc bề khoảng đến, tức là sao? Tất cả mọi vấn đề đó đều gặp thử thách, chức vụ gặp thử thách, vợ gia đình cũng gặp thử thách, tài chính, công việc, tất cả không còn cái gì thử thách. Thì dù ở trong đến cái hoàn cảnh kinh khủng như vậy thì lời Chúa vẫn nói hãy vui mừng. Không phải tôi nói đâu ạ, Chúa nói hãy vui mừng. Cho nên cơ đốc nhân khi bước đi với Chúa đôi khi không phải ngày xưa chưa tiếp nhận Chúa ấy, chúng ta thấy đôi khi là ít năng đẩy hơn. Khi tiếp nhận Chúa còn nhiều nan đề hơn, nhưng mà chúng ta sẽ hiểu tại sao nhiều nan đề nó được phước hay không phước. Thì như lời Chúa nói thế này, chúng ta hãy vui mừng đi, vì chúng ta đang sống, chúng ta rèn luyện một cuộc đời của mỗi chúng ta, và Chúa không bao giờ úp mở rằng nó ôi con đây tin ta đi, sung sướng lắm, hạnh phúc lắm, không bị bắt bớ, không phải nan đề. Chúa không nói thế. Người tin ta người sẽ bị bắt bớ, người sẽ gặp nan đề. Cho nên này, bây giờ Chúa nói như vậy rồi, bây giờ chúng ta có ai cảm thấy hối hận không? Hối hận khi tin Chúa không ạ? Vẫn sẵn sàng ạ? Chúng ta vẫn sẵn sàng. Nhà tới mà nó đọc tiếp có sẵn sàng nữa không ạ? Amen! Chúng ta chào vỗ tay đi ạ! Yes! Thế là anh không biết tin nhỉ? Sẵn sàng chết vì Chúa. Chúa nói như vậy mà. Dạ, đúng rồi. Chúng ta sẽ xem thêm một sứ đồ nữa. Sứ đồ Phao-lô nói ở trong Timôthê 2 đoạn 3 câu số 12. Chúng ta xem mấy cái vị ấy họ nói. Timôthê 2 đoạn 3 câu số 12. Dạ, có đọc điệp. Và bạn biết thầy mọi người muốn sống cạnh chân đức trong Đức Chúa Giê-xu thì sẽ bị bắt bớ. Như vậy mà nếu mà chúng ta không phải không sống một cách nhân đức thì chúng ta sẽ không bị bắt bớ. Đúng không ạ? Và nếu mà sống thật sự là muối của đất và ánh sáng của thế gian thì chắc chắn chúng ta sẽ bị bắt bớ. Còn nếu chúng ta sống theo kiểu hông hòng ấy, sống gọi là hữu danh vô thực ấy, thì có thể không bị bắt bớ. Cho nên khi anh em bị bắt bớ thì tức là ma quỷ rất là sợ, bởi vì chúng ta đang gì? Làm tổn hại những vương quốc của nó. Chúng ta đang là những đối thủ nguy hiểm với nó thì nó mới gì? Đem những hoạn nạn thử thách. Đúng rồi, nó phải tấn công những người mà nó biết rằng nó sẽ nguy hại đến vương quốc của nó. Đúng không các thầy thưa Chúa? Chứ còn nếu mà mình là kẻ vô hại thì nó chả tấn công làm cái gì? Đúng rồi, bắt tướng, chính xác. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta được bảo trong sự bắt cớ. Và rất nhiều câu thánh, nhưng mà tôi muốn trình dẫn ba câu kinh thánh quan trọng. Đó là Chúa Giê-xu nói chúng ta sẽ bị bắt cớ. Sứ đồ Phi-e cũng nói và sứ đồ Phao-lô cũng vậy. Rồi chúng ta sẽ sang một phần này rất hay, đó là về hình ảnh của con chim đại bàng. Chúng ta sẽ xem ở trong Phục Truyền đoạn 32 câu số 11, câu số 12. Nhìn hình ảnh của con chim đại bàng và sự huấn luyện của chim đại bàng
thì chúng ta sẽ nhìn thấy được cái cách mà Đức Chúa Trời huấn luyện mỗi đời sống của chúng ta. Phục truyền đoạn 32 từ câu 11-12. Chính xác là đại bàng đấy. Dạ dạ. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc. Như phụng hoàng phấp phới giữa cổ mình, bay chung quanh con nhỏ mình, xẻ cánh ra sớt nó và cõng nó trên chéo cánh mình thể nào, thì một mình Đức Giê-hô-va đã dẫn dắt 10 thể ấy, không có thần nào khác ở cùng được. Chim đại bàng là một con chim mạnh mẽ nhất trong loài các loài chim, đúng không ạ? Là vua của không trung. Và nó làm tổ thì nó sẽ chọn ở trên một cái mỏm núi rất cao và lấy những cái gọi là cái cành của tầm xuân và những cái bụi gai để nó làm ổ. Và khi mà hình thành cái ổ đó rồi thì nó nhổ trên những cái lông ở ngực của nó ra để nó làm cho ổ nó êm nhất. Và khi mà cái, tức là nó giống như cái nệm êm ấy, sau đó thì bắt đầu nó ấp con, ấp trứng ở tại cái ổ đó. Và khi mà con nó được sinh ra thì nó được ở trong cái tổ chắc chắn và rất là êm, rất tuyệt vời. Nhưng mà khi mà con chim đại bàng bắt đầu lớn rồi thì đến một thời điểm cái con chim đại bàng ấy nó thổi gió rồi nó phất cánh, làm sao để ra nó khiến cho tất cả những cái lông, những cái mà nó khiến cho êm ấy nó bị bay ra khỏi cái ổ. Khi mà những cái điều đó bay ra khỏi ổ thì cái ổ nó còn cái gì? Nó còn gai, nó chỉ còn gai thôi. Lúc đó con chim ấy nó không tìm được chỗ nào để nó gọi là thoải mái như là như lúc nó mới sinh ra nữa. Và nó la hét đau quá. Và đó chính là thời điểm mà con chim mẹ nó muốn con chim con phải ra khỏi cái ổ, ra khỏi cái nơi an toàn. Và sau đó sao? Khi nó la hét như vậy thì bắt đầu mẹ nó đến, mẹ nó cõng nó lên cái cành. Lúc này nó sướng lắm, bởi vì chúng ta sẽ cảm thấy giống ở cái ổ gai đấy. Nên cõng nó rất là sung sướng. Và mẹ nó đưa lên một cái không một cái rất cao, cao khoảng so với mặt đất khoảng 1.000 mét, là 1 km đấy, rất cao như vậy. Và đó là lần đầu tiên nó được bay trên không trung và nó nhìn khắp mọi nơi, nó nhìn xuống nó rất là sung sướng. Đang sung sướng như vậy ấy, mẹ nó xòe cánh, nó xài cánh xuống mắt, nó rơi buồn, nó kêu, nó quẫy, nó theo, không hiểu cái điều chuyện gì xảy ra. Nó đang cảm sung sướng hạnh phúc như vậy, nó hiểu được ạ, bị rơi xuống. Nó gào, nó thét, nó bảo không biết mẹ nó ác kiểu gì mà sao ghê vậy, sao làm nó thế này, không hiểu chuyện gì xảy ra và nó đối diện với sự chết. Thì lúc nó gần xuống đất rồi đấy, mẹ nó xe cánh đỡ lên, sao lại bay lên một độ cao thì các sợi tiếp rồi làm tiếp rồi cứ cái quy trình đó lặp đi lặp lại cho đến khi con chim đó sao đi bay. Đó chính là hình ảnh của chim đại bàng và tập luyện cho con của mình. Và đó cũng chính là cách mà Đức Chúa Trời rèn luyện trong một thời sống chúng ta. Cho xem, hãy nhìn đi ạ. Một người mới tin Chúa, giống như con cỏ trong gia đình của Chúa, thì Chúa cảm thấy người đấy rất là bình an. Giống như bố mẹ được Chúa bồng ngẫm vậy. Cảm giác là đang ở trong một cái hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, tin Chúa thì giống như nó thiên đàng ấy. Ô sao vui mừng thế, tất cả mọi người đều yêu mình. Ô mọi hoàn cảnh cũng tuyệt vời, đi đâu cũng cảm thấy có những cái tuyệt vời đến trên đời sống của mình. Đó là những năm tháng chúng ta là con đỏ. Nhưng mà rồi bước đi một thời gian thì bắt đầu là nan đề sẽ đến. Thì chúng ta cũng nhìn hình ảnh một đứa trẻ sinh ra. Khi nó mới sinh ra, bố mẹ nó có bế nó 24/24 chăm nó. Nhưng mà khi bắt đầu nó biết bò, rồi nó biết tẩm ti là nó ngã, đầu nó sứt, đầu mẹ chán, tay chân nó bị đau, rồi nó bầm dập chân tay, đúng không ạ? Lúc ấy nó thét rồi, bố mẹ ơi, rồi nó kêu. Nhưng nếu không có quá trình đó thì nó không bao giờ trở thành những người trưởng thành.
Xin đại bàng sẽ không thể trưởng thành nếu như nó không được huấn luyện theo cách như vậy. Đến bao giờ nó sẽ biết bay nếu như nó không được huấn luyện như vậy? Và đấy cũng là cách mà Đức Chúa Trời huấn luyện trên từng mỗi đời sống của chúng ta. Rồi đến một thời điểm này sẽ cho nan đề, mọi vấn đề khó khăn xảy đến trên từng anh chị em. Và qua nan đề đó thì chúng ta được trưởng thành. Amen thôi anh chị em. Ví dụ như thầy bạn ở đây là một minh chứng. Qua nan đề như vậy không khiến cho thầy cảm thấy là khó khăn lui đi trong đức tin, mà cảm thấy mình cần Chúa hơn, mình yêu mến Chúa hơn và muốn cống hiến cho Chúa nhiều hơn. Bất kể một ai đó ở trong sự thách và vượt qua sự thử thách đó thì người đó trưởng thành hơn, đúng không anh chị em? Và đây chính là cái cách mà Đức Chúa Trời huấn luyện trên mỗi đời sống của chúng ta. Và có những thời điểm dường như chúng ta cảm giác giống như cô đơn, giống như con chim đại bàng ấy, nó xòe cánh nó cho trẻ con nó rơi xuống, thì lúc mẹ nó không bay ở vùng nó, đúng không ạ? Nó đang cảm thấy là sự chết đang đến gần. Tới khi trong đời chúng ta, trong Thi Thiên 23 chúng ta có những lúc chúng ta phải đi trong chúng mong chết, tại cái nơi mà chúng ta cảm giác giống như không còn hy vọng, không còn một cái lối thoát nào nữa để cứu cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà tôi nói với chị em, sẽ có một ánh sáng ở mỗi con đường. Khi nào loài người bất lực thì đó là lúc Đức Chúa Trời Ngài sẽ hành động. Và Ngài luôn thử thách chúng ta, và trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, thử thách mà chúng ta chứ không thể nào chịu được điều nữa, thì đó là lúc mà cánh tay của Ngài sẽ đến để nâng chúng ta lên. Xong rồi chúng ta lại gặp tiếp lại đây, đúng không ạ? Xong rồi Ngài tiếp tục lại nâng cho đến bao giờ anh chị em? Cho đến khi chúng ta trở thành mục sư thì hết ạ. Cho đến khi chúng ta trở thành tiến sĩ thần học thì hết, đúng không ạ? Cho đến bao giờ? Nó là một quá trình mà không bao giờ dừng, vì Ngài luôn huấn luyện chúng ta. Dù chúng ta đã trở thành mục sư và quản lý hàng nghìn người, hàng triệu người đi chăng nữa, thì Chúa vẫn luôn rèn và huấn luyện. Và càng chức vụ cao bao nhiêu thì Ngài càng huấn luyện bấy nhiêu. Amen thôi anh chị em. Càng ở trong những cái hoàn cảnh khắc nghiệt bao nhiêu, được huấn luyện trong hoàn cảnh khắc nghiệt bao nhiêu, thì người đó sẽ trở thành những người lãnh đạo vĩ đại của Chúa bấy nhiêu. Trong những càng là những lãnh đạo lớn của Chúa trong cuộc đời. Khi mà một cái sản phẩm mà họ phải mất nhiều công họ làm, thì sẽ cái sản phẩm đó càng đẹp, càng giá trị. Cho nên anh chị em ơi, đừng có so sánh người khác. Vì sao tôi gặp quá nhiều năng đề của người kia thì gặp ít vậy? Đừng so sánh người khác. Nhưng mà bạn ở trong năng đề, hãy nói cảm ơn Chúa. Con biết rằng Ngài đang có chương trình cho cuộc đời của con. Ngài đang huấn luyện cuộc đời của con. Giống như đại bàng huấn luyện con của mình thế nào, thì Ngài cũng đang huấn luyện con thế đấy. Và con nói với Chúa rằng con sẵn sàng đi theo ý muốn của Ngài. Con sẵn sàng thuận phục với ý muốn của Chúa. Và con sẵn sàng để đáp ứng với Chúa trong tương lai khi mà Ngài đặt con ở trong những chức vụ khác. Nếu chúng ta chịu huấn luyện thì chắc chắn trong tương lai Ngài sẽ đặt chúng ta ở những vị trí rất cao, anh chị ạ. Còn nếu không chịu huấn luyện thì chúng ta sẽ không có ở cái vị trí cao đâu. Trong quân đội người ta có một câu như thế này: thao trường đổ mồ hôi thì chiến trường sẽ bớt đổ. Tuy nhiên vẫn chiến trường thì chắc chắn sẽ đổ máu rồi, nhưng mà nó sẽ bớt đi. Với điều kiện chúng ta phải khổ nhọc trong vấn đề tập luyện, trong thao trường, rèn luyện, thì chúng ta sẽ gì? Thành công sẽ đến với chúng ta. Cho nên đây chính là giai đoạn tôi tin rằng chúng ta muốn rèn luyện trong đời sống của chúng ta, để Ngài chuẩn bị cho những việc lớn lao trong những ngày sắp tới trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Amen anh chị em. Vừa rồi tôi nghe với lời chứng của anh Nam Phúc Trung, thì anh ấy mới tiếp nhận Chúa vào năm 2006, tức là đến đây bây giờ chính xác là được 10 năm. 10 năm trước cuộc đời của Nam Phúc Trung coi như đã phát tín. Nhưng mà sau 10 năm mình không thể tưởng tượng được một con người đó đã làm những điều rất là lớn lao trong vương quốc của Chúa tại đất nước Việt Nam. Đến mức mà công an thành phố Hà Nội phải mời đến để có một buổi giao lưu và chia sẻ.
Và hôm vừa rồi Nam Quốc Trung Anh có chia sẻ một thông tin rất giá trị, đó là sau cái buổi đó khoảng 600 công an, và trong đó có rất nhiều tướng tá ở tại thành phố Hà Nội, 600 người. Và sau cái buổi chia sẻ đó, rất nhiều tướng tá gọi điện cho Nam Quốc Trung và gửi con của mình vào đó. Dạ. Nhiều tướng tá gửi con này. Và đấy là thông tin mới nhất mà người anh em mình đã chia sẻ công khai ở tại vừa rồi ở Quảng Nam kỷ niệm 90 năm của Hội Thánh ở trong đó. Và tôi được nghe. Điều đó có nghĩa rằng Chúa rèn luyện mỗi đời sống của chúng ta. Có 10 năm thôi, một con người tưởng chừng như không còn cái gì trong xã hội này, một con người đã phất đi rồi mà đang làm vinh hiển danh của Chúa Jesus Christ. Điều đó khích lệ của anh chị em. Chúng ta có thể làm được cho Chúa không anh chị em? Với điều kiện chúng ta sẵn sàng vượt qua những sự này, sẵn sàng để cho Chúa huấn luyện, thì trong tương lai chúng ta sẽ là những nhân tố hay là những con người để đem sự vinh hiển của Chúa Jesus Christ đến trên nước Việt Nam này. Amen không ạ? Tôi ao ước là thế hệ của chúng ta sẽ thay đổi nước Việt Nam, chứ không phải thế hệ sau rồi. Chúng ta phải có một niềm tin và xác quyết với Chúa rằng thế hệ của chúng ta là thế hệ sẽ thay đổi đất nước Việt Nam này. Bởi vì Việt Nam cần Chúa Jesus Christ. Và tôi đang cảm nhận một cái sự thăm viếng của Chúa trên đất nước Việt Nam, đặc biệt Hà Nội. Đặc biệt Hà Nội là một nơi mà Chúa đang thăm viếng. Tôi gặp khá rất nhiều đầy tớ của Chúa thì không còn quá nặng nề về vấn đề hệ phái, thậm chí là tư gia nhà thờ gần như là không có cái khoảng cách, có thể ngồi với nhau, trò chuyện với nhau, cầu nguyện với nhau và làm một cái chương trình gì đó để có thể ảnh hưởng đến cộng đồng. Cho nên anh chị em ơi, cảm ơn Chúa vì Chúa đang thử thách mỗi chúng ta để Ngài sẽ đặt mỗi chúng ta vào một chức vụ mà Ngài đã dành sẵn cho mỗi chúng ta trong những ngày sắp tới, với điều kiện chúng ta phải sẵn sàng ở trong sự thử thách. Amen không ạ? Amen. Chúng ta sẽ sang phần thứ hai. Tại sao Chúa lại thử thách chúng ta? Bởi vì Chúa yêu chúng ta. Rèn luyện chúng ta và cho chúng ta kinh nghiệm. Sự thử thách hay thử nghiệm đem chúng ta đến một nơi rộng rãi. Cho xem Thi Thiên đoạn 4 câu số 1. Thi Thiên đoạn 4 câu số 1. Khi tôi bị gian truân, Ngài để tôi trong nơi rộng rãi, xin hãy thương xót tôi và hãy ăn lời tôi. Khi tôi bị gian truân, Ngài để tôi trong nơi rộng rãi. Chúa thử rèn chúng ta để gì? Ngài cho chúng ta một nơi rộng rãi. Ngài thử thách đời sống của chúng ta để Ngài giao chúng ta nhiệm vụ nhiều hơn. Ngài thử rèn chúng ta để Ngài gì? Ngài nâng chúng ta để cho chúng ta có ảnh hưởng nhiều hơn. Giống như là chúng ta tốt nghiệp ở cấp 1, chúng ta sẽ lên được cấp 2. Vượt qua được thử thách này thì Ngài sẽ khiến chúng ta ở một cái mức độ cao hơn. Rồi Ngài muốn chúng ta cao hơn nữa thì Ngài tiếp tục thử thách để nâng ta một cái cấp độ cao hơn nữa. Và điều ao ước của Chúa đó là đời sống công nhân đó là phải là tiến lên. Mỗi ngày ơn càng thêm ơn, năng quyền càng thêm năng quyền từ nơi Chúa. Chứ phải là công nhân là mỗi ngày nó đi xuống, nó phải là đi lên. Cái sự ảnh hưởng của mình mỗi ngày nó sẽ gia tăng hơn. Cái giống như cái khải tượng của Hội Thánh của Đoàn Truyền Giáo mình cho là hãy giăng dây cho dài và đóng cọc cho chắc. Mỗi lúc nó phải rộng ra, nó phải vươn ra bên tả, vươn ra bên hữu, vươn ra đằng trước đằng sau, đúng không anh chị em? Cũng vậy, đời sống ta trong cái sự thử thách đó, vượt qua thử thách thì Ngài sẽ đem chúng ta một nơi rộng rãi. Ngài sẽ khiến cho chúng ta ở cái chức vụ cao hơn mà Ngài muốn trong đời sống của chúng ta. Cho nên chúng ta muốn trở thành những người lãnh đạo có tầm ảnh hưởng lớn hơn thì chúng ta phải nói với Chúa rằng con sẵn sàng chịu sự thử thách của Chúa. Con sẵn sàng vui mừng khi Chúa đem đến sự thử thách. Và xin Chúa giúp chúng con, ban ân điển cho chúng con để chúng con vượt qua những sự thử thách đó, để chúng con có thể trở thành những hữu ích trong tay của Ngài. Trong câu tôi nói, trong nhà của Chúa thì có rất nhiều bình. Có bình thì dùng vào đồ hèn, có bình thì dùng vào đồ sang. Nó nằm ở quyết định của chúng ta thuận phục Chúa như thế nào.
sẵn sàng cho sự thử thách của Chúa như thế nào trong đời sống chúng ta. Đúng không anh chị em? Những bình mà dùng vào đồ hèn đấy thì làm rất là nhanh, rất dễ dàng làm đồ gốm. Nhưng mà những cái bình mà làm nó là gọi là rất là tuyệt vời, nó là làm dùng cho những vua chúa chẳng hạn, thì nó rất là cầu kỳ, nó không thể có một chút sạn nào cả. Và tại nơi đó nó được tinh xảo một cách tuyệt vời. Thì cũng vậy thôi, chúng ta muốn đứng trước mặt các vua, chúng ta muốn có nơi rộng rãi trong chức vụ của chúng ta, thì chúng ta phải ở trong sự thực hiện. Amen không anh chị em? Yeah. Thế là sau bài học này tôi nâng cao là chúng ta sẽ không còn cảm thấy khó khăn về cái sự thử nghiệm nữa, và chúng ta nói chứ là con sẵn sàng. Thứ hai, những sự thử thách đó khiến cho chúng ta khiêm nhường. Phục truyền đoạn 8 câu số 17. Vậy khá coi chừng, chớ nói trong lòng rằng ấy nhờ quyền năng ta và sức lực của tay ta mà đoạt được những sản nghiệp này. Ở phần này, chúng ta cẩn thận khi mà chúng ta ở một cái vị trí nào đó, chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm được. Nhưng mà Chúa đem cái sự thử thách đến để chúng ta thấy rằng chúng ta phải khiêm nhường, chúng ta không thể làm gì được. Và giống như Chúa nói rằng là ngoài ta ra các ngươi chẳng làm gì được. Chúng ta chỉ có thể ở một cái vị trí cao hơn và thắng hơn thử thách khi mà chúng ta nhận lấy ân điển và sự sống của đến từ nơi chính mình này, kết nối với chính mình Chúa trong đời sống của chúng ta. Bởi vì như này chúng ta tưởng tượng đi, nếu như chúng ta không gặp những sự thử thách và không thất bại ở trong sự thử thách thì chúng ta rất là kiêu ngạo. Đúng không chị em? Đời sống của tôi khi tôi nhìn lại trong đời sống Cơ Đốc thì nó không phải là lúc nào cũng là đi lên, mà nó quá trình là nó giống như nó đi lên rồi đi xuống xong rồi lại lên. Nó nên có những cái thời điểm mình ngã xuống rồi sau đó Chúa lại nâng mình lên, bắt đầu lên một bước cao, xong mình ngã xuống rồi sau đó Chúa nâng mình. Cho nên lời Chúa nói là người công bình ngã 7 lần vẫn có thể đứng dậy. Cho nên việc mà chúng ta có những thời điểm vấp ngã, có những lúc mà chúng ta vấp ngã để chúng ta thấy là chúng ta không thể tự mình có thể làm được một điều gì, và chúng ta khiêm nhường hạ mình để lệ thuộc cuộc đời của mình vào với Chúa Giêsu Christ. Rồi sự thử thách nữa, tại sao ngài thử thách là gì? Gia tăng quyền năng của Đức Trời trong chúng ta. Thi Thiên 102 câu 23. Ngài đã làm sức lực tôi ra yếu giữa đường, khiến các ngày tôi ra mặt. Đó là kinh nghiệm của David. Và Kinh Thánh nói khi chúng ta thấy mình yếu đuối, đó là lúc mà chúng ta trở thành mạnh mẽ. Trong sự thử thách đó chúng ta thấy là chúng ta không thể thắng hơn được, thì đó là lúc mà chúng ta nhờ cậy nơi Chúa và nhận lấy quyền năng từ nơi Chúa trong đời sống của chúng ta. Cho Paul nói này, khi mà ông ấy có cái dòng sóc thì ông ấy cầu nguyện và Chúa nói rằng ân điển của ta đủ cho người và sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối của người. Và khi tôi yếu đuối đó là lúc mà tôi mạnh mẽ. Khi mà ở trong sự thử thách đó mà chúng ta gặp những sự thử thách đó, đó là lúc mà chúng ta sẽ nhờ cậy nơi Chúa để nhận cái quyền năng để chúng ta có thể làm được. Cho nên trong lịch sử nhân loại cũng vậy, có những thời khắc mà họ gặp những sự bắt bớ và phải đối diện với sự sống sự chết, thì họ có thể làm được những việc rất là phi thường, có thể bật nhảy qua những cái hàng rào rất cao mà bình thường không bao giờ họ làm được việc đó. Họ có thể vác trên vai mình những cái vật rất nặng, thậm chí là gấp đôi cái nặng, cái sức nặng của cơ thể họ, để sao và họ leo lên một con núi rất cao. Nhưng trong chiến tranh của Việt Nam mình, họ kéo pháo, người ta không thể tưởng thì người ta có thể kéo được pháo lên một cái con núi đồi A1, đúng không ạ? Nhưng mà trong những cái thời khắc đó người ta phải làm cái việc phi thường.
thì trong sự thử thách đó chúng ta là những người tin Chúa, chúng ta nhận cái quyền năng từ nơi Chúa để có thể làm những việc rất là lớn cho Đức Chúa Trời. Rồi sự thử thách phân biệt người được chọn với người được kêu gọi. Có rất nhiều người được kêu gọi nhưng mà ít người được chọn. Giống như đoàn dân đông ấy, chúng ta có nhớ ở trong Giăng đoạn 6 ấy, Chúa báo bánh cho rồi. Thế là họ đi tìm Chúa. Chúa đi đâu hỏi, ôi Chúa ơi, Ngài đi đâu vậy, con tìm Chúa, con tìm Ngài mà không thấy Ngài, bây giờ mới thấy Ngài. Thì Chúa nói xong, các người đến tìm ta không phải là gì, nhưng mà các người muốn phép lạ, muốn ăn, chứ phải thật sự là muốn đến với ta. Và sau đó Chúa nói cho họ biết là đến với Chúa thì phải như thế nào. Và sau khi một bài thuyết giảng của Ngài thì họ bỏ đi hết, đúng không ạ? Sau đó Chúa nói với các môn đồ là sao? Đó, thế cái các con, các con không muốn bỏ ra, đúng không ạ? Peter nói sao? Con không thể bỏ được nào, bởi vì Ngài có lời của sự sống. Ngài là đấng Christ con Đức Chúa Trời, Ngài có lời của sự sống. Cho nên cái sự thử thách đến để cho chúng ta thấy là ai là người được chọn và ai là người được kêu gọi, người kêu gọi và người lựa chọn của Chúa. Có một câu chuyện kể như thế này. Đang trong một cái phòng nhóm, tất cả mọi người thờ phụng Chúa, thì có hai người vác súng đến và nói này: nếu ai tin Chúa Jesus Christ thì đứng sang một bên, mà nếu ai mà quyết định bây giờ bỏ Chúa Jesus Christ đứng sang một bên. Là có một số người sẵn sàng xếp với Chúa Jesus Christ đứng một bên tay phải, một số người thì thôi nhìn thấy súng người sợ qua đứng bên tay trái, và họ nói rằng những người đó đừng đi về nhà. Và sau khi những người mà bỏ quyết định bỏ Chúa ấy đi về nhà, thì hai người nói sao? Tôi là cơ đốc nhân, tôi muốn kết bạn với những người thật sự sống cho Chúa và chết cho Chúa. Đó, câu chuyện có thật đấy chị ạ. Họ muốn tìm đến hay là thử nghiệm thật sự có những người có đức tin thật hay là đức tin chỉ ở trên môi lưỡi. Đức tin thật đó là sẵn sàng chết với Chúa Jesus Christ. Nhưng mà đức tin giả đấy, khi mà phải đối diện sự chết này, ngay lập tức chạy ngay à? Chuẩn ngay lập tức, chuẩn nhanh nhất có thể. Cho nên sự thử thách sẽ cho chúng ta thấy rằng là những người nào thật sự được Chúa chọn. Kêu gọi thì nhiều nhưng mà chọn thì ít, đúng không ạ? Rồi sự thử thách dẫn đến sự vâng lời. Qua cái sự thử thách khiến cho chúng ta vâng lời Chúa nhiều hơn. Bởi vì Chúa không bao giờ, Kinh Thánh nói là không có sự cám dỗ hay sự thử thách nào đó quá sức mình. Cho nên từng cấp độ Chúa sẽ thử thách nhỏ, đúng không anh chị em? Rồi mình qua được cái sự thách đó thì mình tin cậy Chúa hơn, mình sẽ vâng lời cao hơn. Và có thể tới Chúa nói này: một người không dám dâng hiến cho Chúa và dâng hiến tiền bạc cho Chúa thì không bao giờ người đó có thể dâng đời sống của người đó cho Chúa. Cho nên là Chúa không bao giờ đòi hỏi cái gì đó cao quá sức của chúng ta, nhưng mà Ngài luôn đòi hỏi chúng ta từng bước vào hơn. Giống như khi mà tôi có con cũng phải từng bước tôi huấn luyện nó. Đến ngày hôm nay thì việc mà cắm cơm là chuyện rất bình thường rồi, cứ như thế. Nhưng một ngày rửa bát thì bây giờ chưa rửa bát được hạn hết, thì tôi đang huấn luyện là bố thì tráng bát, còn con thì phải đánh xà phòng. Bắt đầu huấn luyện những cái rất là nhỏ vậy, từng bước. Và sau này khi mà con làm được những việc, con cảm thấy rất là vui, và nó thấy là mình đã trưởng thành, mình đã làm được những việc đó. Nhiều khi nó cắm cơm xong mà thật sự nó cắm cơm ngon, bảo vậy đúng là con này cắm cơm ngon nhất nhà, thế nó rất là vui, nó đã làm được cái việc như thế. Và bây giờ cái việc cắm cơm mà nó chuyện rất bình thường, thì từng những cái điều như vậy thì sau này mình huấn luyện cái khác nó rất dễ vâng lời hơn. Khi mà mình huấn luyện từng cái nhỏ, giống vậy Chúa huấn luyện chúng ta, chúng ta vâng lời ở cái mức độ thấp, chúng ta sẽ được vâng lời ở mức độ cao hơn, đúng không anh chị em? Cho nên cái sự thử thách khiến cho chúng ta vâng lời Chúa. Rồi sự thử thách đem đến sự nhịn nhục và sự trưởng thành. Cũng là gần giống với ý trước mà. Rồi sự thử thách kiểm tra đức tin đối với lời của Chúa.
Sự thử thách đem lại sự nhịn nhục và trưởng thành. Thì chúng ta có nhìn thấy cái hình ảnh cái kén và con bướm không ạ? Khi mà cái con sâu ấy nó đang vào kén, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta thương con sâu đó mà chúng ta tụt nó ra thì nó sẽ sao? Nó sẽ chết, đúng không ạ? Nhưng mà con sâu nó trở thành con bướm khi nào? Nó phải tự nó phá được, đúng không ạ? Tự nó phá được cái kén ra thì nó sẽ trở thành con bướm và nó mới có thể sống được, đúng không chị em? Cũng vậy, chúng ta Chúa sẽ cho những sự thử thách và Chúa ban năm quyền của Ngài cho chúng ta. Không phải tự chúng ta thắng được thử thách mà Chúa ban năm quyền của Ngài cho chúng ta để chúng ta thắng hơn thử thách. Anh chị em ơi, Chúa là đấng. Và ở đây chúng ta sẽ xem là ba nguyên nhân của sự thử thách. Thì thứ nhất là sự thử thách đến, đó là sự xử, có thể đó là sự xử lý của Đức Chúa Trời, hay như phần đầu tôi nói, đó là có thể nan đề do chính mình gây ra. Thứ ba có thể là nó là sự tấn công của ma quỷ. Có ba nguyên nhân, ba cái nguồn, ba cái nguyên nhân dẫn đến cái sự thử thách. Thì thứ nhất chúng ta đã học với nhau, đó là có thể đó là sự xử lý của Đức Chúa Trời. Thứ hai, không phải sự thử thách xử lý của Đức Chúa Trời mà do chính chúng ta, chính chúng ta tự gây ra. Giống như một sư Đức vừa nhắc một sư Thảo là trời lạnh tháng 12 mà đi xe máy và mặc một cái áo sơ mi thì đương nhiên là dễ bị ốm rồi, đúng không ạ? Thì cái đấy không phải là Chúa thử thách mà do là mình không cẩn thận, mình mặc là phong phanh như vậy thì dễ bị ốm thôi, đúng không ạ? Đó là cái điều mà đôi khi là do chính mình gây ra. Rồi, đó có thể là sự tấn công của ma quỷ. Cho nên đáp ứng lại những sự thử thách, nếu là sự xử lý của Đức Chúa Trời thì Kinh Thánh nói chúng ta hãy phẩm phục Chúa. Nếu nan đề do chúng ta gây ra thì chúng ta học tập, chúng ta phải từ bỏ, phải thay đổi. Những cái nan đề do chúng ta gây ra chúng ta phải thay đổi, chứ không thể Chúa không giải quyết đâu ạ. Bởi vì mình, nếu mình không thay đổi thì Chúa thay giúp mình giải quyết cho mình hôm nay, ngày mai mình vẫn thế ạ. Thế thói quen là chúng ta không thể uống nước, hay là chúng ta ăn uống không đúng giờ, chúng ta ăn uống không đủ chất dinh dưỡng, hay là chúng ta ngủ quá nhiều hay là quá ít, tất cả những cái thói quen quen xấu như thế thì đương nhiên nó sẽ gây tác hại đến đời sống của chúng ta và nó gây nan đề đến trên đời sống của chúng ta. Thì ở lúc đó chúng ta không thể đổ lỗi cho Chúa mà chính chúng ta phải thay đổi đi thói quen, thay đổi đi những cái cách sống. Cho nên tôi rất lời Chúa rất tuyệt vời, ông Kinh Thánh Chúa nói là dân ta bị hủy diệt vì thiếu sự hiểu biết. Rất nhiều người ngày hôm nay gặp rất nhiều nan đề không phải do Chúa, cũng không phải ma quỷ tấn công, mà vì thiếu sự hiểu biết. Cho nên chính chúng ta gây ra nan đề cho chúng ta. Cho nên để mà chúng ta có sự hiểu biết, chúng ta cần đến với lời của Chúa. Thứ hai, khuyên anh chị em chúng ta cần phải đọc sách nhiều hơn. Có những cuốn sách bồi lên, có những cuốn sách bây giờ ngày hôm nay ở trong hiệu sách có rất nhiều những cuốn sách hay mà đến từ các cơ đốc nhân ở trên thế giới. Và một trong những dòng sách rất hay của ông John Maxwell chia sẻ về những người mà lãnh đạo hội thánh thì nên tìm đến những cuốn sách của ông John Maxwell. Bây giờ ông trở thành một trong những diễn giả và huấn luyện lãnh đạo trên thế giới khoảng hơn 5 triệu người. Nhưng mà trước đó thì ông ấy làm mục sư 20 năm ở tại Liên Minh. Và bây giờ trở thành những huấn luyện cho những lãnh đạo về doanh nhân ở trên thế giới khoảng hơn 5 triệu người được qua sự huấn luyện của ông ấy và đội hình của ông ấy. Thì đó là những cuốn sách rất tuyệt vời mà được bán công khai ở các hiệu sách của Việt Nam. Cho nên chúng ta cần phải học những kiến thức để sao nó giúp ích cho đời sống của chúng ta, xây dựng những thói quen tốt để hạn chế những nan đề mà do chính mình gây ra, do chính cái sự thiếu hiểu biết của chúng ta. Đôi khi chúng ta mệt mỏi, đôi khi chúng ta bệnh tật là do những sự thiếu hiểu biết, thì chúng ta phải thay đổi, đúng không anh chị em? Chúng ta phải tự thay đổi thôi. Chúng ta phải sau bài học và chúng ta phải kiểm tra lại là những mình có những thói quen xấu nào, có những điều nào trong đời sống của chúng ta không đúng, chúng ta cần phải thay đổi. Thói quen ăn uống, thói quen ngủ nghỉ, rồi thói quen làm việc, tất cả những cái điều đó chúng ta cảm thấy nó không đúng thì chúng ta cần phải thay đổi. Hay cả cái suy nghĩ của chúng ta, suy nghĩ chuyên là suy nghĩ tiêu cực trên đời sống của chúng ta. Hôm nay ta học về thử thách rồi thì đối diện với nan đề chúng ta thấy là đó là một sự tích cực thôi. Và khi mà nan đề đến đối với Chúa cho phép thì hãy thuận phục, nếu tự chúng ta gây ra thì chúng ta phải thay đổi.
nếu là sự tấn công của ma quỷ thì hãy chống trả. Chúa nói là Giăng Cơ đoạn 4 câu 7, hãy phục vụ trời và chống trả ma quỷ, nó sẽ lánh xa. Đôi khi đang để đến từ ma quỷ thì chúng ta sẽ chống trả lại. Nhưng mà phần nhiều trong ngày hôm nay thì nó cũng đến từ chính chúng ta là phần nhiều. Cho nên chúng ta cần cầu nguyện Chúa để chúng ta có sự hiểu biết đúng đắn từ nơi Chúa để chúng ta có thể chăm sóc thân thể của mình. Vì Chúa nói ở trong Roma đoạn 12, vậy tôi khuyên, tôi lấy sự thương xót của Đức Trời khuyên anh em hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Trời. Thân thể của chúng ta, chúng ta hãy dâng, và nó là của lễ sống và thánh. Cho chúng ta phải yêu thân thể của chúng ta, đúng không chị Đăng? Phải chăm sóc nó để nó có khỏe mạnh. Nếu mà bây giờ mà chúng ta mệt, chúng ta muốn hầu của Chúa không ạ? Đúng không ạ? Đúng không ạ? Không. Nhưng mà khi mà thân thể của chúng ta khỏe mạnh thì chúng ta mới có thể hầu của Chúa. Tôi có một kinh nghiệm rất tuyệt vời và cảm ơn Chúa. Ngày xưa khi mà tôi chưa xây dựng hội thánh thì tôi là một trong những người rất dễ nhiễm những cái bệnh gọi là bình ho hay là cảm cúm cái gì đấy, hay là đau mắt, đặc biệt cái đau mắt, nhìn những người bị đau mắt y rằng là tôi bị nhiễm. Dạ. Rất. Và tôi nhớ một ngày kia ở trong nhà tôi, lúc đó mọi người cũng bị cảm cúm, ai cũng bị ở đây hết. Đúng lúc cái 1 giờ trưa, tôi cũng thấy là cơ thể tôi bị dính. Ngay lập tức tôi nhân danh Chúa Giêsu và tôi khước từ nó, tôi đuổi nó, thì ngay lập tức tôi nhìn thấy cơ thể tự nhiên có cái điều đi ra khỏi cơ thể tôi. Và từ ngày đấy đến bây giờ, cảm ơn Chúa là không bao giờ tôi bị sổ mũi, nhức đầu, ốm đau, không một cái gì. Bất kể nhà tôi nhiều lần bị dịch, ai cũng bị mà tôi chả có vấn đề gì cả. Và cảm ơn Chúa rất nhiều. Bởi vì Chúa đến và Chúa ban cho chúng ta có sức khỏe. Thì chúng ta hiểu biết về lời Chúa giống như Chúa nói tôi là Ngài sẽ tiêu trừ mọi bệnh tật ở trong vòng đời sống chúng ta. Đúng không ạ? Thì chúng ta nhận lấy những điều đó, chúng ta hiểu biết lẽ thật và áp dụng những điều đó, tiếp nhận điều đó cho chính đời sống của mình. Và cũng phải thay đổi, phải ăn. Và cái bữa ăn thì thông thường Việt Nam là bữa ăn sáng ta không ăn thôi. Nhưng mà theo khoa học thì bữa ăn sáng là bữa quan trọng nhất. Quan trọng nhất trong một ngày. Sau bữa trưa và bữa tối thường là ăn ít. Nhưng mà chúng ta thường ấy, sáng thì không ăn, trưa ăn qua loa và tối thì mới chén thật nhiều. Cho nên tôi đi trái ngược lại với cái gọi là quy luật tự nhiên của cái điều tốt nhất. Thì chúng ta toàn làm những cái điều tệ thôi. Thế nên là cơ thể của chúng ta nó sẽ có vấn đề. Đúng không ạ? Thì những cái này chúng ta phải thay đổi. Còn nếu chưa thay đổi thì đương nhiên cơ thể chúng ta sẽ không khỏe mạnh. Đúng không ạ? Chúa vẫn thương xót đôi khi Ngài cũng làm những cái phép lạ. Nhưng mà một trong những điều mà Ngài dạy con gái của Ngài đó là chúng ta phải thay đổi. Cho nên là tại sao trong Cựu Ước Chúa còn dạy là phải ăn con vật này, không ăn con vật kia. Con vật có nhơi thì có cái gì thì ăn, nhưng mà con vật như thế này không được ăn. Bởi vì Chúa rất quan tâm đến thân thể của chúng ta, và cơ thể của chúng ta sẽ tiếp nhận những cái gì tốt, và cái gì không tốt thì đừng có tiếp nhận vào cơ thể. Chúa dạy kỹ lắm ở trong Cựu Ước ấy. Đi vệ sinh thì như thế nào, làm vệ sinh, tất cả. Rồi về người cơ thể, con người, về người phụ nữ, rồi sinh nở, tất cả như Chúa dạy hết ấy. Nhưng đôi khi những người tin Chúa xong mình chẳng bao giờ học, chẳng được quan tâm đến những cái vấn đề đó, thì đó cũng là điều không phải. Chưa đồng ý không ạ? Cho đôi khi năng đề xảy đến là do chúng ta thiếu sự hiểu biết. Cho tôi khuyến khích anh chị em hãy đọc và đọc về Cựu Ước, đọc về những điều của Chúa dạy. Chúa thấy là Kinh Thánh dạy tất cả đấy, tỉ mỉ từng tất cả mọi vấn đề trong đời sống ta thì Kinh Thánh đều có thể đã nói hết rồi. Cho nên chúng ta phải học và sau đó áp dụng thì tin rằng chúng ta sẽ không có tự mình gây ra nan đề nữa. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần cuối cùng ạ. Bởi vì tôi biết là mọi người kiên nhẫn nhiều quá rồi. Thái độ đúng đắn với sự thử thách. Phần này thì nhanh thôi ạ. Thứ nhất, tức là chúng ta hôm nay có 3 phần. Ai là người đem cái sự thử thách thì mới biết là Chúa cũng có thể đem cái sự thử thách trên đời sống của chúng ta. Ngài Đức Chúa Trời là đấng cho phép sự thử thách đến trên đời sống chúng ta. Tại sao Ngài cho phép sự thử thách? Thì sao? Ngài muốn chui rèn chúng ta, Ngài muốn ban cho chúng ta quyền năng hơn, Ngài muốn cho chúng ta vâng lời Chúa, Ngài muốn cho chúng ta trưởng thành, Ngài muốn cho chúng ta trọn vẹn hơn với Chúa. Và quan trọng nhất đó là ích lợi cho mỗi đời sống của chúng ta, để rèn luyện trong đời sống của chúng ta. Và phần thứ ba là cái thái độ của chúng ta khi chúng ta ở trong sự thử thách. Thì thứ nhất chúng ta phải nhận biết cánh tay của Chúa. Dù đó là ngay cả chúng ta đi ra
dù đó là mạng sự tấn công của ma quỷ hay Chúa cho phép thì chúng ta vẫn biết là Chúa vẫn đang thể trị. Khi mà do chúng ta gây ra và chúng ta hãy an tâm với Chúa thì Chúa cũng sẽ tha thứ cho chúng ta và Ngài cũng có thể đến và làm phép lạ trong đời sống chúng ta. Tuy nhiên sau đó chúng ta phải thay đổi, đúng không ạ? Nhưng mà ngay cả chúng ta gây ra thì ân điển của Chúa vẫn đủ cho chúng ta. Cho nên khi chúng ta gặp vào trong sự thử thách thì bất kể vấn đề gì thì chúng ta hãy nhớ rằng cánh tay của Chúa vẫn ở trên đời sống chúng ta. Không có một điều gì nó nằm quá cái tầm kiểm soát của Chúa. Cho nên Chúa nói này, ngay cả cái sợi tóc của con mà có rơi, nó có rụng hay không ấy, thì Chúa cho phép nó mới rụng ấy. Đúng không ạ? Và Chúa nói là cái sợi tóc trên đầu ngươi bao nhiêu cái ta cũng đếm hết rồi. Bao nhiêu cái bạc và bao nhiêu cái chưa bạc Chúa cũng đếm luôn ấy, Chúa biết hết ấy. Có đúng không ạ? Chúa biết hết từng chi tiết nhỏ nha trong đời sống của mỗi chúng ta. Cho nên dù chúng ta gặp nan đề do ma quỷ tấn công hay Chúa cho phép hay là do chính chúng ta gây ra thì chúng ta vẫn phải có một thái độ đúng đắn, đó là nhận biết Chúa vẫn đang thể trị. Thứ hai là chớ làm bằng, đừng bao giờ làm bằng với Chúa. Làm bằng là dám khám đấy. Chúng ta có biết câu chuyện đấy không ạ? Cho dân số ký ấy. Khi làm bằng là dám khám. Làm bằng là không bảo sứ hứa. Làm bằng là nói rằng là con không tin cậy Chúa. Đúng không ạ? Làm bằng mà đang nói con không tin cậy Chúa, Chúa không có tốt lành. Cho nên không bao giờ làm bằng và oán trách Chúa. Nhưng mà chúng ta cần phải sao? Cảm ơn Chúa, vui mừng trong mọi nan đề. Và cái thái độ thứ ba của chúng ta cần có đó là hãy xem nan đề như là công cụ của bạn. Xem nan đề giống như là cái công cụ mà Chúa cho phép xảy đến để rèn luyện chúng ta, chui rèn mỗi đời sống của chúng ta. Khi chúng ta có những thái độ như vậy thì chúng ta rất dễ dàng để vượt qua những sự thử thách anh chị em, vượt qua những nan đề xảy đến trên mỗi đời sống của chúng ta. Còn nếu không thì nó sẽ tương đối khó khăn trong đời sống của chúng ta đấy. Như vậy về thái độ đối với sự thử thách thì chúng ta có 3 phần thôi, 3 ý thôi. Thứ nhất là gì? Chúng ta cần phải nhận biết cánh tay của Đức Chúa Trời. Thứ hai là gì? Chớ có làm bằng. Và thứ ba là gì? Xem nan đề như công cụ của bạn. Phần kết luận ở trong bài này đó là sự trưởng thành và huấn luyện. Nan đề nó giúp cho chúng ta được trưởng thành. Chúa cho phép nan đề đến để huấn luyện trong đời sống của chúng ta. Chúng ta hãy nhớ, nan đề xảy đến đó là lúc mà chúng ta sẽ trưởng thành hơn. Và đó là lúc mà Chúa đang huấn luyện chúng ta đấy. Thứ hai, Chúa cho phép nan đề xảy đến để Đức Chúa Trời hành động qua đời sống của chúng ta. Qua nan đề chúng ta trưởng thành thì đó là lúc mà Ngài sẽ hành động trong đời sống của chúng ta nhiều hơn. Quyền năng của Ngài sẽ được phát lộ ra trong đời sống của chúng ta nhiều hơn. Và thứ ba là chúng ta đỗ hay trượt nó thông qua sự thử thách. Nó giống như là chúng ta học một cái gì đó thì người ta có cái thử thách, đó là cái kỳ thi, đúng không ạ? Thi thì nó sẽ có là đỗ hay là trượt, đậu hay là rớt. Theo miền Nam mình gọi là đậu hay là rớt, một sự kiện nhưng miền Bắc là đỗ. Đỗ hay trượt? Đậu. Đỗ. Đậu cũng được, đỗ cũng được, đúng không? Đậu miền Bắc gọi là đỗ mà. Đậu đen. Đậu không? Bây giờ cãi nhau. Vâng, đây là sự thử thách đến để cho không biết là người nào rớt, người nào đỗ. Đó là cái đúng rồi, đánh giá cái sự trưởng thành trong cuộc đời của chúng ta. Thì cảm ơn Chúa rất nhiều. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta cùng suy ngẫm với chủ đề sự thử thách hay là sự nhìn nhục trong đời sống của chúng ta. Thì chúng ta biết là có 3 phần chính thôi. Thứ nhất là ai là người đem sự nghiệp đến trên đời sống chúng ta? Ai ạ? Chúa cho phép ạ. Đúng không trời ạ? Và tại sao Ngài đem sự thử thách đó đến trên đời sống của chúng ta? Có mấy cái ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau điểm lại nhé. Thứ nhất là đó là sự thử nghiệm đem đến chúng ta sự rộng rãi.
Rồi thứ hai thử nghiệm chúng ta khiêm nhường. Thứ ba thử thách gia tăng quyền năng của Chúa. Thử thách phân biệt được người để kêu gọi và người lựa chọn. Thứ bốn, thứ năm là thử thách dẫn đến sự vâng lời Chúa. Rồi thứ năm, thứ sáu thử thách đến sự nhịn nhục và trưởng thành. Thứ bảy là thử thách kiểm tra đức tin đối đời sống chúng ta. Rồi thái độ của chúng ta đối với sự thử thách đó là gì? Nhận biết cánh tay của Đức Chúa Trời. Nhận biết cánh tay của Đức Chúa Trời. Thứ hai à? Đừng có làm bằng mà, đừng bao giờ làm bằng cho sự thách. Thứ ba, hãy xem lăn đề như là một công cụ để chúng ta trưởng thành. Rồi phần kết luận của chúng ta thấy là sự thử thách khiến chúng ta trưởng thành, và đó là cách của Chúa huấn luyện. Rồi Đức Chúa Trời hành động qua đời sống chúng ta thông qua sự thử thách của Chúa, rồi trường hay là đau là qua sự thử thách. Rồi xin ta cùng nhau đứng lên và cầu nguyện với Chúa. Chúng ta sẽ cảm ơn Chúa, chúng ta sẽ xem những ngày tháng qua chúng ta đã trải qua sự thánh nào. Hãy cảm ơn Chúa và cầu nguyện xin Ngài ban ân điển cho chúng ta. Xin Chúa, chúng ta nói với Chúa là con sẵn sàng đầu phục Chúa và sẵn sàng ở trong sự thử thách của Chúa trong những ngày sắp tới, để chúng con có thể nhận những quyền năng của Ngài lớn hơn nữa, để bước đi trong đời sống vâng phục Chúa, một đời để bước đến một sự rộng rãi hơn trong chức vụ mà Ngài kêu gọi trong đời sống của chúng ta, để chúng ta thật sự kiểm nghiệm về sự đức tin trong sự vâng lời Chúa, để trưởng thành hơn, nhịn nhục hơn trong bước đường đi với chính mình Ngài, và sẵn sàng với Chúa và cầu nguyện để một cái thái độ khi mà chúng ta gặp trong sự thử thách thì chúng ta sẽ sẵn sàng nói với Chúa rằng chúng ta biết rằng, nhận biết rằng cánh tay của Chúa đang đặt ở đang tề trị trong điều đó, cho không muốn lăng bằng với Chúa, nhưng mà chúng ta nói với Chúa là chúng ta sẵn sàng bởi vì nó là công cụ để huấn luyện trong đời sống của chúng ta. Rồi mỗi ta đến với Chúa sự cầu nguyện.